Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trong một số video thì mình có giới thiệu về bộ kit chuyển đổi xe máy xăng thành xe điện hybrid và được rất nhiều anh em lắp đặt, và có một vấn đề rất được anh em quan tâm mà nếu giải quyết được vấn đề này thì chiếc xe điện hybrid sẽ có ưu thế hơn rất nhiều. Đó là khi chúng ta đi hết điện ở trong pin thì chúng ta sẽ chuyển sang động cơ xăng để sử dụng. Vậy có cách nào để sạc lại pin cho xe điện hay không? Và để giải quyết vấn đề này thì mình đã tìm hiểu và cho ra một giải pháp. Đó là khi hết điện trong pin, bạn sẽ chuyển qua động cơ xăng thì chúng ta sẽ dùng chính củ phát điện trên xe máy để sạc lại cho pin, giống như nó sạc cho bình ắc quy vậy. Củ phát điện trên xe máy thông thường nó có chức năng sạc lại cho bình ắc quy và cấp điện cho đèn pha chiếu sáng. Khi đi buổi tối thì chúng ta sẽ lấy điện phát ra từ củ phát đó để sạc lại cho pin của xe điện. Một công đôi việc, như vậy thì quãng đường có thể đi được của chiếc xe điện hybrid sẽ rất là dài. Sau nhiều thử nghiệm thì trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì đây là chiếc xe máy Honda Dream, mình sẽ làm ví dụ cho các bạn xem. Đối với các xe khác thì các bạn cũng làm tương tự. Thì đây là cục sạc của xe máy, nó có chức năng là cấp nguồn để sạc cho bình ắc quy và đèn pha. Thì đây là chiếc giắc cắm, nó sẽ có 4 chân và có 4 màu trắng, xanh, đỏ, vàng. Thì mình sẽ lấy điện từ dây màu trắng. Mình sẽ hàn thêm một sợi dây điện vào. Và bây giờ thì mình sẽ cắm chiếc giắc sạc lại như lúc ban đầu. Ok, giờ mình sẽ nổ máy lên và đo xem đã có điện chưa. Chân mát hay là chân âm thì mình sẽ lấy ở khung của xe. Ok, như vậy là đã có điện. Như thế này là ok rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đo xem có đủ điện để sạc hay không. Với điện áp hơn 50V thế này thì đã đủ sạc cho pin 48V. Giờ thì mình sẽ lắp pin vào để sạc. Thì đây là bộ pin 48V 12A của xe điện. Điện áp còn lại đang là 48,6V. Giờ thì mình sẽ cắm giắc vào để sạc. Bạn có thể thấy nó đang được sạc cho pin từ chính chiếc máy phát của xe máy. Và khi đầy thì trên mạch cân bằng của pin nó sẽ tự ngắt. Như vậy là với giải pháp này thì chiếc xe hybrid của bạn
sẽ là một công đôi việc, vừa di chuyển và vừa có thể sạc lại được cho pin, rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có ý kiến góp ý thì hãy để lại trong phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn quan tâm đến bộ kit chuyển đổi xe máy xăng thành xe điện thì có thể liên lạc với bên mình thông qua thông tin ở trong hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.